Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái video này để giải quyết cái vấn đề mà các bạn bấy lâu nay các bạn thường thắc mắc hoài, là cái hú số ha, hú số 4 và số 5, và cái nữa là âm lửa, cái cụm âm lửa của WinX này nó có bị hú hay không. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này mình giải quyết nó hết hay các bạn. Trước khi mình mở máy mình nổ lên á, thì mình có đôi lời mình nói trước là cái chiếc WinX này của mình á, mình thấy nó rất là êm. Thì những lúc mà mình chạy cũng có những lúc mình nghe tiếng nó hú, nhưng mà mình nghĩ á, nó hú ở đây là cái tiếng hú gió rồi các bạn. Có thể là gió nó luồn qua một cái khe nào đó ở phía trước này nè các bạn. Các bạn thấy nè. Đó. Thì mình nghĩ là nó sẽ luồn qua một cái khe nào đó. Ví dụ như khe này ha. Hoặc là cái khe bên này, hoặc là ở dưới này nè các bạn. Cái gió nó luồn qua thì mình nghĩ là có thể là nó hú nghe tiếng gió đó. Mình chỉ nghĩ vậy thôi. Còn có vấn đề mà hú số á, thì mình được anh kỹ thuật trưởng ở trên Head Honda đó các bạn, anh có nói vậy nè. Cái xe khi mà sản xuất ra thì nó sẽ có cho một cái sai số nhất định. Nhưng mà cái sai số đó là được trong tầm cho phép, chứ nó không thể nào mà chính xác 100% được. Thì tùy vào cái nơi cái dây chuyền sản xuất á, nó sẽ có những chiếc xe là chính xác hơn và có những chiếc xe là nó bị sai số một chút. Đó, thì khi mà sai số á, cái bộ nhông số của mình á, nó sẽ gây ra tình trạng là nó hú nhẹ khi chúng ta chạy tốc độ cao khoảng 50-60 á, thì cái tiếng hú nó nghe rất là rõ. Tại vì nếu mà mình chạy cao hơn nữa thì hầu như là tiếng gió lớn ác mình không nghe được. Thì mình khi mình chạy khoảng chừng tầm 50 km/h á, nó có hú hay không mình nghe rất là rõ. Thì sau đây mình sẽ có một cái video mình chạy và mình để cái mic gần vô cái lóc máy cho các bạn nghe ha. Trước khi đó mình nói cái vấn đề này trước một cái, thì xe nào bị hú nhiều hoặc là hú ít thì chuyện đó là có chứ không có, nhưng mà nó hú vậy thôi, nó không ảnh hưởng gì hết nghe các bạn. Còn cái máy 150cc này thì nó phải xào, các bạn đừng có sợ cái vấn đề mà nó xào quá. Nhất là những bạn mà mới chơi con tay á, lần đầu tiên sở hữu chiếc 150 này á, thì sẽ rất là sợ khi mà nghe nó xào, cứ sợ là cái máy xe mình nó không êm. Thực tế như vậy là êm lắm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe tiếng máy, sẵn là coi luôn cái tăng cam này các bạn, cái tăng cam này coi nó có bị kêu tăng cam không ha. Mình chỉ mới được 2000 mấy cây thôi. Rồi để mình mở máy các bạn. Bây giờ mình sẽ đề máy lên. Rồi các bạn chờ cho nó nổ một chút, cho nó làm nóng một cái, mình sẽ cho các bạn nghe. Nè bây giờ mình để mic vô cho các bạn nghe trước cái ha. Bây giờ mình sẽ nẹt nhẹ lên cho các bạn nghe là nó có hú hay không. Tại vì nếu mà cái mâm lửa hoặc là cái số mà nó hú á, thì mình nẹt lên là nó nghe luôn nha các bạn. Số không, mình không nói số, mình nói cái mâm lửa. Bây giờ mình giải quyết cái mâm lửa trước cho các bạn ha. Để mình qua bên đây cho các bạn nghe cái mâm lửa dễ hơn. Đây. Bây giờ mình sẽ để cái mic đỡ gần bên rồi mình nẹt cho các bạn nghe ha.
đó. Nếu mà nó mâm lửa mà nó hú á thì khi chúng ta đậu tại chỗ như vậy, chúng ta lên ga là sẽ nghe liền, nghe tiếng nó ó ó liền. Mỗi khi mình lên ga rồi mình lại hạ ga xuống á là nó kéo theo đó là cái tiếng ó nhẹ, hay là nó ó ó nhẹ đó các bạn. Còn cái này là hoàn toàn không nghe nha các bạn, tức là cái cụm mâm lửa của mình á nó vẫn ổn, không nghe gì hết nha. Bây giờ mình cho các bạn nghe thêm lần nữa. Đó các bạn nghe không? Không hề có tiếng hú gió nghe các bạn, tức là cái mâm lửa mình nó đang ổn, nó không có gì hết ha. Rồi bây giờ á mình sẽ chạy và mình cho các bạn nghe coi là nó có bị hú số 4 số 5 không. Các bạn nghe tiếng máy thêm một lần nữa ha. Rồi bây giờ các bạn nghe tiếng máy rất là rõ ràng là êm ru đúng không, không có bị gì hết ha. Rồi mình sẽ tắt máy, rồi mình sẽ gửi đến cái video mà mình chạy xe, mình sẽ cho các bạn nghe tiếng coi nó có hú số không ha. Phải chạy xe vô số thì mới biết được nha các bạn. Bây giờ mình đang chạy xe nè các bạn, thì mình sẽ tới chỗ vắng vắng xíu rồi mình đặt cái mic xuống cái lốc máy cho các bạn nghe rõ, rồi mình sẽ đi số 4 và số 5 cho các bạn coi ha. Bây giờ mình sẽ dừng lại và mình để cái mic xuống dưới cho các bạn.
giờ các bạn có nghe, không biết có nghe mình nói hay không, tại vì cái mic mình để tuốt dưới á, mình gắng nói lớn cho các bạn nghe mà không biết các bạn nghe được không. Thì nãy giờ mình đi á, là mình không nghe gì hết nha các bạn, không nghe gì hết luôn, số 4, số 5 và số 6 luôn, mình không nghe tiếng hú nữa. Nãy giờ không biết là cái mic để dưới đó là nó nghe thế nào, mình cũng chưa có cảm nhận được, phải về nhà mới biết được. Hiện tại mình ngồi trên xe mình không nghe gì hết. Mình đi số 4 đều 40, rồi 50, rồi số 5 đều 50, 40, rồi số 6 cũng vậy, đều 40, 50, 60 luôn. Nhưng mà mình không nghe gì hết các bạn. Mà mình nói thật với các bạn luôn, bây giờ cái máy xe này hiện tại bây giờ nè, cực kỳ mượt mà luôn, êm ru. Mình đang đi số 5 ở 40 mấy 50 cái số trên giờ này, cực kỳ êm luôn, cực kỳ sướng luôn. Mình nói thiệt luôn á, các bạn thấy nè, vivu luôn, rất là ok. Đi dạo á, các bạn đi dạo là miễn bàn nha các bạn, mình không có nghe gì hết á. Và cái sinh cam nãy giờ các bạn có nghe sinh cam nó kêu không? Mình chắc mình sẽ dừng lại cho các bạn nghe coi sinh cam nó có kêu không ha. Để mình tìm chỗ nào mình vắng vắng chút, mình dừng lại cho các bạn coi nó có nghe sinh cam không. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe coi con sinh cam có kêu không ha. Không hề kêu nghe các bạn. Để mình nẹt nhẹ nhẹ lên cho các bạn nghe. Đợi mình xíu nha. Thậm chí là tiếng hú mâm lửa cũng không có nghe các bạn. Tức là mình đi nãy giờ cũng nóng rồi đó. Đó, thì các bạn nghe rồi đó, không hề hú gì hết nha các bạn, rất là êm luôn. Đó, thì mình vừa dừng lại cho các bạn là nghe tiếng máy, tức là sau khi chạy nóng rồi đó các bạn, nó vẫn êm ru, không có vấn đề gì, mâm lửa hay là tăng cam. Cái tăng cam này á, mình nghĩ là vấn đề xài nhớt của mình á. Và khi chúng ta khởi động kỹ, khởi động kỹ thì cái tăng cam này nó sẽ lâu kêu hơn các bạn. Xe của bạn Bảo, chiếc Winner 1 của bạn Bảo đi 5.000 cây số rồi, tăng cam chưa hề nghe. 6.000 cây rồi chứ, 6.000 cây rồi là vẫn chưa nghe các bạn. Thì nếu mà nhớt này mình xài kỹ, mình khởi động kỹ thì cái sên cam nó sẽ lâu bị trùng và lâu bị kêu hơn. Thì cái tăng cam của mình nó sẽ hoạt động tốt hơn. Còn về hú mâm lửa là mình không hề nghe nha các bạn. Mâm lửa mình rất ok. Còn số á, thì hồi nữa mình về thì nghĩ chắc các bạn nghe được rồi. Nãy giờ các bạn nghe được là có hú hay không các bạn biết rồi phải không. Hiện tại giờ rất êm nha các bạn, rất êm luôn. Thì video mình xin kết thúc ở đây. Bạn nào có thắc mắc gì á, các bạn cứ comment cho mình. Xin chào các bạn nha các bạn.